Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trên tay của mình đang là Zizun WBS anh em, một cái cây gimbal ha. Nó đang bị lỗi cái joystick anh em. Cái joystick này khi nó gạt tới một cái chỗ nào đó nó bị dính anh em. Nó không có tự trả lại cái vị trí cân bằng của nó ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em tháo ra và thay cái joystick này ha anh em. Rồi ok anh em, thì để tháo được cái phần vỏ của nó ra thì anh em sẽ nhìn bên dưới này nè, nó sẽ có một cái lớp nhựa anh em, chỗ cái chân bà đó. Anh em sẽ tiến hành tháo cái bóc cái lớp nhựa này ra ha. Nó sẽ có bốn cái con vít lục giác nha. Anh em sẽ sử dụng cái tua vít lục giác để anh em tháo cái phần đế phía dưới này ra ha. Anh em tháo cái phần đế gắn cái chân bà này ra thì nó sẽ tách được cái phần cái tay bán cầm ha anh em. Rồi ok, thì mình sẽ tiến hành mình tháo bốn con vít này ra để tách cái phần bán cầm ha, tách được cái phần bán cầm phía sau ra ha anh em. Thì đây là cái phần nhôm ha, cái đây là cái phần nhôm chịu lực ha, để bắt cái chân ba vào ha anh em, cho nên là nó vặn bằng bốn con vít cũng khá là chắc ha. Anh em mở ra cách từ từ nhẹ nhàng ha, thì chúng ta sẽ tháo được cái phần đế nhôm mà gắn cái chân ba ra ha anh em. Rồi ok, mình đã tách được cái phần đế nhôm gắn cái chân ba ra rồi nè. Thì lúc này ha, anh em có thể dễ dàng tách được cái phần bán cầm ra ha. Đó, cái bán cầm phía sau ra đó thì anh em hãy sử dụng cái mũi dao của rọc giấy đó, hoặc là anh em sử dụng cái vít dẹp đó, anh em ấn nhẹ vào ha, nó sẽ tách được cái phần vỏ phía sau ra ha nè. Đó, khá đơn giản. Đây là bên đây chúng ta sẽ nhìn thấy được cái mạch điện ở bên trong của cây WBS này ha. Đó. Thì để tách được cái phần bán cầm phía trước á, để chúng ta thay cái joystick á, anh em sẽ cần phải tháo ba con ốc nằm ở dưới này đó. Cái vị trí mình chỉ nè, nó sẽ có một con ốc đây, một con ốc, và bên phía bên kia có một con ốc nữa ha. Chúng ta sẽ tháo ba con ốc ra, tháo ba con vít ra thì chúng ta sẽ tách được cái bán cầm phía trước ra ha anh em. Thì sau khi tách ra chúng ta sẽ có hai cái sợi cáp dẹp nè, chúng ta sẽ tiến hành tháo hai cái sợi cáp dẹp này ra để lấy nguyên cái bán cầm ra hết anh em. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu xử lý cái phần trước ha, coi như là cái phần khung của cái WBS và những cái mạch còn lại là không có liên quan gì, cho nên là chúng ta sẽ không có tác động gì tới ha. Rồi chúng ta sẽ tháo bốn cái con vít ba ke ha, chúng ta sẽ tháo bốn cái con vít ba ke, tháo bốn con vít ba ke ra để lấy toàn bộ, lấy bốc bốc toàn bộ cái main lên ha. Bốc cái này, chắc cái này là cái main chính anh em, mình thấy có con CPU chính của nó đó. Đây là cái main chính, chúng ta sẽ bốc nó ra và sẽ thấy được cái phần joystick bị hư hỏng ha anh em. Cái phần main này đó, nó có vướng một cái công tắc gạt ban follow và lock nằm ở bên hông ha, cho nên là anh em lấy ra nó cũng phải cẩn thận nha. Lấy ra cẩn thận không thì có thể nó sẽ làm gãy cái phần công tắc gạt mà ban follow của cái mạch điện ha anh em. Chúng ta sẽ tháo cái phần núm joystick một bằng nhựa ở phía trước ra ha, để chúng ta nhấc cái mạch điện lên ha. Nó cũng vướng vướng đó, nhưng mà thực ra là nó sẽ không còn cái gì hết, nó chỉ vướng cái phần công tắc ban follow và lock thôi. Anh em cứ bình tĩnh nha, chúng ta sẽ ấn lấy được cái mạch rồi ha. Rồi, khá đơn giản đúng không anh em? Đó.
Bây giờ chúng ta sẽ để ý nhìn thấy nè. Mấy cái này chúng ta không được để cho nó mất nha. Ta giữ lại nha. Để khi chúng ta ráp lại nó không có bị sai ha anh em. Đó, thì anh em thấy đây là chính là cái phần joystick bị hư hỏng nha. Nó vẫn còn gạt được nha anh em, nhưng mà nó khá là sượng nha. Nó khá là, nó bị giống như là bị kiểu nó dính á. Sẽ có vài điểm anh em gạt nó sẽ bị dính ha, dính cái joystick và không có, nó sẽ không có trở lại được cái vị trí center đó. Đó, nó dính như vậy nè. Anh em thấy không? Nó dính thẳng lên phía trên luôn. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng á, sẽ rất là khó chịu ha anh em. Sử dụng nó rất là khó chịu luôn. Vậy mình sẽ quyết định là mình sẽ thay hoàn toàn cái joystick này ha. Vì cái joystick này mình cũng đã thử sử dụng mở này kia, mình tra vào để cho nó nhẹ nhưng mà nó vẫn không nhẹ nha anh em. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ thay hoàn toàn cái joystick này ha. Thì do là cái mạch điện của thằng Zhiyun WBS này nó thiết kế nó cũng khá là chi tiết anh em. Các phần linh kiện nó khá là sang sát nhau, thì anh em có thể sử dụng máy khò hoặc là mỏ hàn để tháo cái joystick ra ha. Vì anh em khò có thể làm bay luôn cái con linh kiện lân cận đó. Cho nên là mình quyết định là mình sử dụng kìm để mình cắt. Sau đó là mình mới rút cái chân ha. Mình sử dụng mỏ hàn đầu nhỏ, cái đầu của mỏ hàn nó nhỏ để chúng để mình làm nóng và mình rút cái chân sau ha anh em. Chứ mình không có sử dụng máy khò ha. Thì cái này sử dụng máy khò rất là nguy hiểm. Những cái con linh kiện mà nó nhỏ nhỏ mà nó nằm gần cái khu vực của cái thằng joystick nó rất là nhiều luôn. Cho nên là mình cắt chân rồi rút chân sau ha. Rồi sau khi mình đã vệ sinh xong mạch điện, mình đã rút sạch chân ha, thì mình sẽ tiến hành mình lấy con joystick mới này nè, mình hàn vào ha. Con joystick này thì ở trong cái video mà thay cái con mà Feiyu A2000 đó, mình cũng sử dụng con joystick này. Thì những cái con gimbal này nói chung là nó sử dụng những cái joystick gọi là joystick phổ thông đó anh em. Nó giống nhau hết ha. Cho nên là anh em chỉ cần mua con joystick này thì anh em có thể thay được cho rất rất là nhiều cái loại gimbal ha. Thể lại thay cho luôn cả mấy thằng Feiyu, Zhiyun, các thể loại ha. Rồi thậm chí có không biết có Ronin có không, mình thì mình không gành lắm, nhưng đại khái là những cái dạng mà con joystick nó gạt ngang như thế này nè, thì anh em đều có thể thay thế một cách rất là dễ dàng ha anh em. Đó, thì sau đây sau khi mình đã xử lý xong, mình hạ hàng xong ha, mình tiến hành mình ráp vào ha anh em. Thì cái khâu mà hàng ráp vào này nó khá đơn giản, cho nên mình cũng không có quay ha anh em. Rồi, sau khi anh em gáp lại thì anh em thấy nó hết cái bị cái hiện tượng là nó bị dính cái joystick ha. Cái joystick nó đã chuyển động mượt mà và nó trở về ngay cái vị trí chính giữa sau khi chúng ta ấn và chúng ta gạt nó đi ha. Như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến cái vấn đề nó bị dính cái joystick nữa, thì nó hoạt động rất là ngon, ok ha anh em. Đó, thì sau khi mình ráp xong thì chúng ta cũng bấm thử các phím này kia coi coi nó có ổn không ha. Cái nút chức năng coi nó có bị dính bị gì không thì chúng ta phải kiểm tra lại ha. Rồi chúng ta tiến hành thử bật nguồn, cân máy lên và test thử coi cái hoạt động của nó như thế nào để trước khi mà chúng ta đem sử dụng nó ha anh em. Đó, thì khâu này nói chung cũng đơn giản thôi. Đó, anh em kiểm tra các nút bấm này kia kia nọ lại trước khi chúng ta cấp nguồn khởi động nó ha. Rồi ok anh em, thì sau đây mình sẽ tiến hành mình test thử cho anh em xem coi cái hoạt động của cái joystick mới này ha anh em. Đó, mình để chế độ lock, bây giờ mình sẽ ban quanh. Đó, ban trái ban phải ok ha. Tiêu lên tiêu xuống ok ha anh em. Đó, vậy là cái joystick chúng ta đã hoạt động hoàn hảo rồi đó anh em. Đó, ok.